11 người thương vong, mất tích do sạt lở, lũ quét ở Bắc Giang. Cập nhật đến 16 giờ ngày 29 tháng 9, đã có 2 người tử vong, 3 người mất tích và 6 người bị thương do lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng ở xã Việt Minh, Việt Vinh và xã Đồng Tâm. Theo thông tin cập nhật từ Ban Chỉ huy Phòng chống và ở của tỉnh Bắc Giang, huyện Bắc Giang, tỉnh Hà Giang, thì tình hình thiệt hại đến 16 giờ ngày 29 tháng 9, vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại km 49 quốc lộ 2 qua xã Việt Vinh và đã khiến cho 2 người tử vong. 3 người trên xe khách bị thương nhẹ. Chiều dài đoạn sạt lở 300m với khối lượng đất sạt lở trên 10.000 mét khối hiện vẫn đang gây ách tắc giao thông. Lũ quét xảy ra tại thôn Thượng Mỹ, xã Việt Vinh đã có một người mất tích. Sạt lở tại thôn Bản Buốt, xã Đồng Tâm đã khiến cho một cháu sinh năm 2014 bị tử vong do đất đá vùi lấp, vẫn chưa tìm thấy được, và 2 người bị thương. Ngoài ra, mưa lũ và lũ quét sạt lở đã gây ra thiệt hại cho 39 nhà dân ở xã Việt Vinh, trong đó có 9 nhà đổ sập hoàn toàn. 8 nhà bị thiệt hại 50%, 22 nhà bị ảnh hưởng. Mười một người thương vong, mất tích do sạt lở, lũ quét ở Bắc Giang. Cập nhật đến 16 giờ ngày 29 tháng 9, đã có 2 người tử vong, 3 người mất tích và 6 người bị thương do lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng ở xã Việt Minh, Việt Vinh và xã Đồng Tâm.